Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp hoạt động mạnh nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa trên diện rộng. Riêng chiều tối và đêm nay ngày 13 tháng 11, vài nơi có mưa to và dông. Khu vực Bắc Bộ đêm nay ngày 13 tháng 11, không khí lạnh tăng cường thêm khiến vài nơi có mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày mai trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Khu vực Hà Nội trời có mây, có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, cao nhất từ 28 đến 30 độ C. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Khu vực Cần Thơ ngày mai 14 tháng 11 trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, cao nhất từ 28 đến 30 độ C.